có hôm qua anh phục vụ tốt. Em không nhận ra anh à? Làm sao? Anh là người yêu cũ của em đây. Anh Bảo. Phước. Anh nhớ em lắm Phước. Em cũng nhớ anh lắm. Anh đừng có rời xa em nữa nha anh Bảo. Ha, thì ra cô vẫn còn nhớ thằng đó. Cô không nhận ra tôi à? Anh là... Tôi là chồng cô đây. Hả? Cô đã nhận ra tôi chưa? Nếu như tôi không giả dạng như thế này thì làm sao biết được cô lừa dối tôi chứ? Em không nhận ra anh sao Bảo? Anh là... Anh là Phong. Anh trai Phước, tức là anh vợ của em. Anh phải cải trang thành Phước để mà tiếp cận em. Bảo, anh yêu em. Anh Phong.